Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vụ 39 người Việt đông lạnh cứng tại Anh hoang mang ngày trả về. Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh đau thương đó là việc 39 thanh niên, thiếu nữ và trẻ em Việt Nam đã chết trước khi đưa được Anh và trong chiếc container đông lạnh đó tăm tối và đó là điều gây một sự sững sờ trên thế giới cũng như uh, cộng đồng quốc tế và báo chí quốc tế đã đăng tải rất nhiều về uh, những cái thông tin này. Và người nhà của 39 nạn nhân chết cóng và ngạt tại Anh hiện nay đang mòn mỏi chờ đợi để được nhận thi hài của người thân mà chưa biết đến lúc nào sẽ giải quyết. Và hiện nay báo chí quốc tế bắt đầu tiếp tục đăng tải về thông tin hình thức nào 39 nạn nhân này sẽ được trở về Việt Nam bằng nguyên xác hay là đưa uh, qua thiêu và sau đó đưa lọ cho về. Và đây là một trong những bài báo quốc tế ngày hôm nay đã bắt đầu đăng tải trở lại về vụ việc này. Vụ 39 người Việt Nam chết ở Anh, gia đình chờ nhận xác trong hoang mang đau khổ. Đây là hình ảnh của ông Nguyễn Đình Gia, bố của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng. Theo truyền thống ở Việt Nam thì người chết nên được chôn cất trong vòng 3 ngày, nhưng ông Nguyễn Đình Gia giờ đây đang chờ xác con trai của mình để chở đưa trở về nhà. Chúng tôi mệt mỏi, chúng tôi muốn con mình được quay trở về càng sớm càng tốt, ông Gia nói, con trai ông anh Lượng nằm trong số 39 người Việt Nam chết trong thùng xe đông lạnh tại Anh vào thời gian trước. Và người thân tại Việt Nam đang rất đau khổ và bối rối vì chưa biết con cháu mình sẽ được đưa về bằng cách nào để trở lại quê hương. Có những phỏng đoán cho rằng đó là đưa thiêu và sau đó cho vào lọ cho để đưa về cho gia đình. Và nhưng nguyện vọng của rất nhiều gia đình khác thì lại muốn rằng muốn đưa thân nhân của mình về nguyên xác để người nhà có thể gặp lần cuối. Và những thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của nỗi đau của những người thân gia đình nạn nhân tử vong tại Anh và sau khi họ nhận được những thông tin đau khổ này. Cảnh sát Anh truy tố hai người về tội ngộ sát trong vụ việc. Người trẻ nhất trong số các nạn nhân là 15 tuổi. Đa số họ rời bỏ làng quê nghèo khó nơi quê nhà để đi tìm việc làm ở nước ngoài. Tại Việt Nam, gia đình của các nạn nhân đang bối rối và đau khổ về cách mà các thi thể sẽ được đưa về nhà ra sao tin đồn về chi phí cao lan truyền trên các mạng xã hội những thông tin mâu thuẫn từ phía chính quyền địa phương và việc báo chí việt nam vốn bị kiểm soát chặt chẽ phần nào không phơi bày hết được tin tức đã gây ra tình trạng bất an hiện nay và khi báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải nhưng báo chí trong nước dường như đã dừng lại việc này thì đây là cái điều mà đặt nhiều câu hỏi cho nạn nhân cũng như nhiều người việt nam và nhiều gia đình muốn nhận nguyên hình hài con trai, con gái của mình và cháu của mình để có thể nhìn mặt lần cuối. Nhưng ngược lại, công an Việt Nam thì đến từng nhà để thuyết phục họ chỉ nhận một lọ cho nhỏ mà thôi. Và đây là hình ông Nguyễn Đình Gia, bố của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng, đưa ra hình con trai khi chụp tại Anh. Và các bạn có thể thấy rất rõ ràng, thì đây là hình ảnh chụp tại một nước châu Âu chứ không phải là tại một uh, tại Anh vì ông ta anh uh, chưa đặt chân đến nơi. Sáu gia đình nói với truyền thông quốc tế rằng họ trông đợi nhận được xác người thân của mình, nhưng sau đó được công an Việt Nam yêu cầu nhất trí việc hỏa táng. Tuần trước ông gia đã ký giấy để đưa thi thể của lượng hồi hương, nhưng ngay ngày hôm sau công an khuyên ông nên chọn cách nhận cho cốt con trai của mình. Tôi được cho biết rằng giấy ban đầu có việc lựa chọn hồi hương thi thể của lượng đã không còn hiệu lực, ông gia nói. Kiệt sức và mong muốn câu chuyện sớm khép lại, ông gia đã đồng ý cho thi thể con trai của mình được hỏa táng và đưa về Việt Nam. Thì đây là cái nguyện vọng của gia đình là đưa xác nguyên xác về nhà, nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi và ông ta đã buộc phải đồng ý. Và có những gia đình đã ký vào đơn để nhận cho nhưng sau đó họ lại đề nghị hủy để mong nhận được xác uh, nguyên hình để đưa về Việt Nam. Và đây là hình ảnh của Phạm Thị Trà My rất vui tươi trong một lần đi hái dâu Tây. Một trong những nạn nhân trong 39 người vừa qua đã chết tại Anh. Gia đình của Phạm Thị Trà My đã yêu cầu chính quyền địa phương vô hiệu hóa thỏa thuận của họ về việc hỏa táng cô. Trong giây phút hấp hối, cô My đã gửi tin nhắn qua điện thoại báo cho bố mẹ biết rằng cô không thể thở được. Tôi muốn gặp em gái tôi một lần nữa trước khi chúng tôi chôn cất. Phạm Mạnh Cường, anh trai của cô My đã cho biết như vậy. Đại sứ Anh tại Hà Nội cho biết chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tìm cách hồi hương hài cốt. Bộ ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận rằng sẽ đưa về bằng cách nào là hỏa táng hoặc là đưa nguyên xác thì hiện nay bộ ngoại giao Việt Nam chưa nói rõ việc đó. Và có những cán bộ cấp cao của tỉnh Hà Tĩnh đã tiết lộ vì sao họ cho công an đến từng nhà gia đình nạn nhân để thuyết phục nhận cho thay vì nhận nguyên xác. Và đây là hình ảnh uh, lễ mai an táng của những người dân miền Trung thường theo những phong tục như vậy. Khó khăn vận chuyển. Một nghi lễ quan trọng trong đám tang của người Việt là thân nhân đi vòng quanh thi thể của người quá cố để chào từ biệt lần cuối. Và đối với hầu hết người dân ở ở quốc gia Đông Nam Á này, kể cả ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Nghệ An, nơi mà hầu hết các nạn nhân rời đi trong tình trạng trong hành trình chết người, người chết nên được chôn cất trong vòng 3 ngày. Đây là quan niệm của ở những ở miền Hà Tĩnh và Nghệ An. Chúng tôi phải thuyết phục các gia đình chấp nhận việc nhận lại cho dù chúng tôi biết họ mong muốn nhận được lại được thi thể theo truyền thông và tín ngưỡng của Việt Nam. Một quan chức cấp cao của tỉnh Hà Tĩnh đã nói với truyền thống truyền thông quốc tế như vậy. Vì những khó khăn trong hậu cần và sự sắp xếp của hai nước, chúng tôi phải đưa ra lựa chọn đó ông cho biết và yêu cầu ẩn danh vì sự nhạy cảm của vấn đề, không rõ những khó khăn hậu cần mà quan chức này nói là điều gì. Và trên 800 cơ quan báo đài của nhà nước Việt Nam đột nhiên ngừng đăng tin về vụ 39 xác chết tại Anh, mặc dù chưa kết thúc vụ án này. Và đây hình các bạn có thể xem trên những cái trang báo trong nước thời gian này đang đăng tải như vậy là các cơ quan truyền thông nhà nước lớn nhất Việt Nam bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, báo Thanh niên, tuổi trẻ suốt ngày nay không hề nhiều ngày nay không hề đưa tin về vụ việc này. Thay vào đó là họ rầm rộ đưa tin bóng đá, chủ tiệm vàng bị cướp và sự xuất hiện bất chợt của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để quyết định nhân sự cho đại hội Đảng lần thứ 13. Nhưng vị chủ tịch nước này vẫn im lặng và không hề gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân bị chết trong container đông lạnh tại Anh. Các nguồn tin từ hai cơ quan truyền thông cho biết họ được chỉ thị từ chính quyền không phỏng vấn gia đình các nạn nhân. Thì đây là tiết lộ của uh, hai cơ quan truyền thông trong nước đã nói như vậy là họ không được uh, phỏng vấn và không đăng tiếp nữa. Chi phí và cách thức để đưa nguyên xác về Việt Nam cũng được bàn thảo sôi nổi trên các mạng truyền thông và xã hội. Và đây là hình ảnh của người Việt Nam tại Anh tới ghi lời chia buồn trong sổ tại hội đồng địa phương vùng hạt Essex của Anh. Và để gần lại chúng ta thấy rất rõ uh, những cái dòng chữ như vậy. Riêng tại Đức qua điều tra đã xác nhận được có hai trường hợp khởi hành từ độ thủ đô Berlin sang Anh và sau đó đã bị chết trong đoàn 39 người trong thùng xe đông lạnh. Đó là một cô gái đang làm nghề trông trẻ và một thanh niên làm việc vận chuyển hàng hóa. Nhiều người quen cũ của họ tại đây cũng thể hiện sự uh, tiếc thương cho hai người trẻ tuổi này. Vấn đề chi phí hồi hương thi thể đã được thảo luận rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam, kể cả trong các nhóm Facebook của những người làm việc trong các tiệm nai của người Việt ở Anh, nơi nhiều di dân đến tìm việc làm. Một nhóm như vậy đã quyên góp tiền để tài trợ hồi hương thi thể nạn nhân. Và như vậy chúng ta đã thấy rất rõ rằng tình cảm của người Việt Nam dù xa quê hương nhưng họ vẫn có những đóng góp và theo như chúng tôi cũng điều tra thêm thì ngay tại Đức những hội đồng hương của những tỉnh miền Trung đã bắt đầu có cái vận động để đóng góp tiền để giúp để đưa thi thể của nạn nhân từ Anh về Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình và hiện nay thì cũng chưa rõ cuối cùng sẽ được quyết định ra như sao. Và công an thì vẫn đến từng nhà để thuyết phục người thân nhận cho thay vì nhận xác. Đây là hình ảnh của một chiếc uh, máy bay chuyên chở của xác uh, từ Anh về đi các nước và được uh, đựng trong những cái thùng kẽm như vậy. Hồi hương thi thể là một thuật ngữ được sử dụng khi đưa một người chết từ quốc gia nơi họ gặp nạn nhận uh, tới quốc gia gốc gác nơi họ xuất phát. Theo Dignity, một trong những nhà cung cấp dịch vụ tang lễ đáng tin nhất của Anh, khi hồi hương một thi thể từ Anh, điều quan trọng là cần kiểm tra những yêu cầu cụ thể của quốc gia liên quan và một số bước có thể khác nhau tùy địa điểm. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Gia, bố nạn nhân Nguyễn Đình Lượng nói họ uh, cho hay họ đang xem các bài đăng trên mạng xã hội trích dẫn mức giá lên tới 1,2 tỷ đồng, tức là 52.700 đô la để có thể hồi hương một thi thể. Ông nói thêm, công an không hề đề cập đến bất kỳ chi phí nào khi họ đến thăm, ông gia nói họ chỉ thuyết phục chúng tôi rằng sẽ tốt hơn nếu mang cho trở về vì rất khó để chuyển thi thể từ anh về việt nam trong một con tài và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là một cái công ty chuyên làm dịch vụ vận chuyển thi hài và từ anh đi các nước khi có nhu cầu và có thể trả tiền để họ có thể trở về việt nam và những hình ảnh và thông tin đau buồn của người dân Việt Nam với vụ 39 công dân nước này đã chết ngạt và cóng trong container tại Anh đã khiến cho cả thế giới sửng sốt và kinh hoàng. Điều này là bằng chứng chứng minh cho nhân loại thấy sự yếu kém trong quản lý đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và xóa tan đi tất cả các bình phong bên ngoài nhằm che đậy cho thể chế chủ nghĩa Cộng sản đầy đau khổ tại một đất nước có trên 90 triệu người dân. Họ đã không thể sống trong chính quê hương Việt Nam của mình và đã chết trước khi đặt chân đến đất nước tư bản với nền dân chủ tự do và giàu mạnh. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và nhớ ấn nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.